nước cho ăn ba. Ăn mỗi hai thì con mình uống đó. Uống đây, uống đây, uống cà phê. Uống cà phê đi, tắm biển. Cô là, cô là, cô là, cô là. Cô là. Chết ơi, cô là, cô là. Cô là nhậu như vậy à. Có mỗi pha nước cha cũng là xuống mày rồi mày. Không, mày tự chạy bữa qua bên nhà đi, mày tự pha cho cha mày. Mẹ cứ mời cũng qua đâu. Cái đó là bắt buộc chứ không phải là mời. Hãy bắt buộc đó, đừng có giỡn. Đó phải là ớt vậy. Khi đó mày lớn rồi, mày có quyền rồi, mày có quyền rồi. Giờ này mày làm có tiền, mày muốn đi đâu đi. Đứa nó cầm là giải pháp mình thì chắc phải chồng. Nó đi để chồng hả? Ngon em rồi. Ngon ơi rồi, rất không quát nhân em. Mai tôi tìm. Chưa. Nhà hỏi nó chồng không? Có nó chồng đâu ở với mẹ em đúng không? Nhỏ nói gì đó, cái lớn lên bày sảy một xóa một bước. Chanh mà chanh vừa là me me bắt đầu là ba mẹ ngủ rồi, ông nội ngủ bắt đầu đi chơi. Ở đó rồi ơi. Bà còn bác biết gì chơi mất tóc cũng còn chơi mất. Cái thân diện này, cái mặt áo này còn kia là lúc giờ biết rồi. Bữa mình dạy cho nó cái giáo dục giới tính chứ. Lớn rồi, tự bảo vệ mình đi chứ. Ba mẹ ông nội đã đi chơi suốt đời rồi. Nhưng mà nó này có sáng tạo không mình không? Ngon nha, biết ngon này sao à? Nguy quá. Bữa là chỉ là cái tham gia mà cái học viện mà. Học viện gọi là hay đặt. Thôi, vừa cho đi học tiếng Anh rồi. Lớp 1 vô là bắt đầu đi học tốt mà. Yeah.